Hôm nay là ngày mẹ tôi đi mổ cái xương tay. Lúc này là test Covid này. Đoạn này bà bắt đầu đi vào phòng mổ. Rất lo lắng, sau 4 tiếng rưỡi bà đã ra khỏi phòng mổ. Đoạn này bà kêu đau lắm mẹ ạ. Từ bé đến lớn trong mắt tôi mẹ là một người rất mạnh mẽ. Mẹ nuôi nấng 5 anh em tôi bằng sự tần tảo của bà. Bà vô cùng tiết kiệm, mộc mạc. Bà hơi bốc bã một chút, nhưng mà tôi thấy đó là một điểm đặc biệt của một người phụ nữ khẳng khái. Và mẹ tôi là một người thương con theo cách rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên mẹ tôi nằm viện. Lần đầu tiên mẹ tôi ốm. Ốm thì không phải, ốm là mình có bệnh. Đằng này là mẹ tôi trong cái lúc đi lại bị một người va vào, va đi bộ đó. Bà ngã và chống cái tay xuống. Bà bị vỡ một cái xương nhỏ cổ tay. Bó bột mười mấy ngày vẫn không khỏi theo yêu cầu của bà. Và tôi vẫn kiên định ngay từ ban đầu là phải mổ. Bà không chịu mổ, bà bảo bó bột kiểu gì cũng khỏi. Và rồi đâu có khỏi đâu. Hôm nay đau quá, nhìn mặt bà kìa, chán lắm. Năm nay mẹ tôi đã tầm 63, 64 tuổi rồi. Tóc đã bắt đầu bạc nhiều hơn năm ngoái rất nhiều. Năm nay niềm vui nhất của gia đình tôi đó là tôi đã cưới chồng rồi. Còn em gái tôi, em út của tôi đã sinh một cháu trai vào ngày 6 tháng 6. Và đây, năm nay là một năm đại hỷ của gia đình tôi. Mọi thứ diễn ra rất từ tốn, chậm rãi. Có lẽ là lần này mẹ tôi bị gãy tay như thế này, sức khỏe sẽ bị suy giảm một chút. Nhưng mà không sao. Với cái việc mà này, đấy, trứng yến cho bà, bà còn không chịu uống đấy. Đấy, trứng yến táo đỏ gừng bà còn không chịu uống đấy. Nói mãi mới uống đấy. Đoạn này tôi dùng filter cho mẹ tôi môi đỏ một tí cho xinh nha các bạn. Nhưng mà nhìn mẹ tôi thì vẫn còn tươi lắm. Cứ nhắc đến chuyện lấy chồng cho mẹ là bà chửi quá trời quá đất luôn các bạn ạ. Đấy, đang chửi đấy, đang chửi đấy. Bà chửi bậy quá nên là tôi phải hạ cái tông giọng bà xuống để tôi lồng cái giọng tôi đó các bạn ạ. Mẹ tôi lúc nào cũng là một người rất tiết kiệm. Lúc nào cũng nói là mẹ không ăn gì đâu, đừng có mua gì. Nhưng mà mua gì cũng hết, nấu gì cũng hết. Đó, táo đỏ, trưng táo đỏ với yến. Còn cả một cái bình nữa cơ, mà bà chỉ có ăn một nửa thôi. Còn một nửa bà bảo mai, giờ bà đi tắm xong rồi, tắm rửa xong rồi này. Đó, cảm ơn chị Skin Kile đã giới thiệu một bác sĩ rất là tốt. Đó, giờ này vẫn phải làm đẹp. Hôm nay là tôi quên không mang bộ đông sung trị nám sạm lão hóa cho bà. Tôi cho bà dùng cùng tôi bộ si đen tóc trắng da. Hy vọng là bà theo mọi người, bà có thay tâm đổi ý lấy chồng không? Bà đang chửi đấy, đang chửi vụ đàn ông đấy. Đoạn này là vui lắm mọi người ạ. Mẹ mình, cái đoạn này mẹ mình nói rằng này này, tao thù bọn đàn ông, tao thù bố mày vì bố mày đã đánh tao. Thật sự là sau một trận đánh mà bố mình ném cái bình rượu vào góc tường ấy, mình dính 3 vết sẹo, một vết ở trán bên góc phải, một vết ở bắp tay, gọi là cái chỗ cái đoạn mắt ấy của tay phải, và một cái phần ở lưng. Từ lúc mình 6-7 tuổi, 5 tuổi là mình như vậy, là mình chứng kiến ba mình đánh mẹ mình rất khủng khiếp. Ông ấy say rượu mà. Ông cha mình lúc ấy say rượu. Thế là về quăng cái thùng, quăng cái bình thủy tinh rượu mà mọi người biết ngoài Bắc ấy. Đó. Thật sự là khi mẹ mình già rồi ấy, mình chỉ mong mẹ mình có nhiều sức khỏe để đi ăn chơi du lịch với mình thôi. Nhưng mà mẹ mình tiết kiệm lắm. Lần nào cũng chửi, tao không đi đâu hết, tốn tiền đi vớ vẩn. Nhưng mà mình cứ bảo là trời ơi, cái này là chị Hà tặng, anh Dày tặng, chị Minh tặng, thằng Can nó mời bà đi chơi chứ tôi làm gì có tiền mua cho bà vé đi đâu. Tôi toàn phải đổ tội cho bạn bè của tôi là tặng bà. Mà tôi biết
bà hiểu hết đấy. Bà biết là tôi mua đấy, nhưng bà vẫn bà đi. Bởi vì biết sao, ai mà không thích đi chơi đúng không cả nhà. Đó, toner xong rồi tôi bôi nhũ tương này. Đó, kêu mẹ tôi đi căng chỉ, mẹ tôi đâu có chịu đi. Đó, mọi người thấy không? Toner xong là bắt đầu mình serum. Đó, bà đang phàn nàn gì cái đoạn này không nhớ lắm. À, bà đang phàn nàn là con Thảo nhà tôi nó tặng bà một cái cây vô ưu vào ngày giỗ bố tôi năm ngoái. Ngày này năm ngoái là ngày giỗ bố tôi này, nhưng mà năm nay như nhuận đó, nên là đến tận ngày 30 tháng 6 này mới là giỗ bố tôi. Đó, còn đâu năm ngoái, ngày này năm ngoái 12 tháng 6 năm ngoái là giỗ bố tôi. Hôm nay Facebook nhắc lại là ngày giỗ bố tôi năm ngoái. Cái điều mà tôi muốn truyền tải với các bạn một chút trong thông điệp cái clip này là gì? Khi chúng ta còn cha còn mẹ, hãy cố gắng quan tâm ông bà nhiều hơn một chút. Bởi vì khi chúng ta càng lớn, việc được ở cạnh bố mẹ là những ngày tháng chúng ta chỉ là đếm thôi đó. Ví dụ như mẹ tôi sống khoảng 20-30 năm nữa thì đó là cái phước lắm rồi rồi đó mọi người ạ. Bởi vì mọi người biết sao không? Cha mẹ nuôi con không kể ngày tháng, con nuôi cha mẹ hay kể tháng ngày. Mới xem quà top top CEO gì đấy, kể công là cho bố cho mẹ một tháng 100 triệu hay 150 triệu. Thật sự đó là một những cái lời nói mà cực kỳ tổn thương cha mẹ. Cha mẹ khi chúng ta làm cha làm mẹ rồi ấy, chúng ta chăm sóc con cái, nuôi dạy con cái, đầu tư cho con cái bằng mọi những gì chúng ta có, thì chẳng bao giờ chúng ta cần đếm và ghi vào sổ cả. Vậy mà con cái sau này mà cho cha mẹ cái gì kể là không có được nha các bạn. Mình á, là mình chỉ mong mẹ mình bỏ cái tật cho vay tiền đi, và để đi ăn đi chơi, đi du lịch vậy đó. Đấy là đấy, bà đang chửi đấy, bà đang chửi tôi đấy. Chửi xong rồi cười anh ấy, cười xỉu. Hai mẹ con đêm nay tôi nằm trong bà một mình trong phòng này, hai mẹ con một phòng, máy lạnh mát rượi. Ta nói chúc mẹ ngủ ngon, con ngủ đây.